Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui gặp lại quý vị trong những chuyện doanh nhân ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp một doanh nhân trẻ phát triển thương hiệu nội thất Mercury với khát vọng và hoài bão, với những con đường đi tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều câu chuyện để chúng ta đáng để học hỏi, đúng không ạ? Cái ý chí kiên cường, một cái thế hệ đầu 9X, và tôi tin chắc rằng là ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện để hấp dẫn. Nhưng mà lời đầu tiên thì có lẽ tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến anh Phí Quang Đại, là founder CEO của thương hiệu Mercury, đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn Hồ Quốc Thân, cảm ơn truyền hình Invest TV. Xin gửi lời chào đến khán giả của kênh truyền hình Invest TV. Vâng. Để bắt đầu bước vào chương trình ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ hỏi một chút là anh Đại có thể hiện một cái lời hứa với tôi là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói những câu chuyện rất là thật, và chúng ta sẽ cùng mở lòng mình để có những cái chia sẻ thật là hấp dẫn, thật là thật nhất đến với khán giả của Invest TV không ạ? Mình hy vọng là cái buổi trò chuyện ngày hôm nay ấy, thì mình có thể là có những cái câu chuyện nó thực sự rất là đời thường, nó rất là thực tế, và trong cái quá trình mà mình cũng như có thể là cả thân nữa, chúng ta khởi nghiệp, chúng ta có những cái hoài bão của cá nhân mình, chúng ta đưa đến những cái sản phẩm cho xã hội hoặc chính cái đội nhóm của mình đang muốn gây dựng. Vâng. Để nói cái lời đầu tiên tôi muốn anh Đại chia sẻ đó là vì sao trong cái vô vàn cái sự lựa chọn của một cái lĩnh vực nào đó thì anh Đại lại lựa chọn phát triển lĩnh vực về nội thất? Cái câu hỏi của thân nó đúng là nó là chất lọc của cả một quá trình của mình. Từ lúc mình là một sinh viên trường học xây dựng, mình tốt nghiệp trường xây dựng ra, và cũng có một quá trình một số năm là mình đã đi làm thực tế cho các công ty về thi công. Thì lúc đầu tiên thì mình có tham gia vào một công ty xây dựng, nhưng mà rồi thì cuối cùng là trong quá trình mà đi làm ấy thì mình cảm thấy rằng là cái môi trường xây dựng nó chưa thực sự là nó khai thác hết cái con người của mình. Và cũng có một cái cơ duyên thôi, thì một anh thì anh ấy cũng nhờ mình, và sau này cũng là nhờ mình nữa, và cũng kêu gọi mình về thì anh em cùng làm cái mảng nội thất này. Và cũng qua đấy những cái công trình nhỏ, những cái việc nhỏ đấy thì nó làm cho mình hiểu rằng là cái nội thất nó hợp với mình hơn. Nó có thể là với nhiều người thì người ta coi nó là cái câu chuyện, nó cảm thấy nó phức tạp, nó chi tiết, nó cảm thấy nó khó, nhưng với cá nhân mình thì đấy lại là một thử thách của mình, cảm thấy là nó phù hợp với con người của mình. Để làm đẹp cho các ngôi nhà, và cũng như là làm đẹp cho các cái không gian sống, không gian làm việc, không gian kinh doanh. Vâng. Đấy là cái mình cảm thấy rất là hợp. Vâng. Anh Đại có thể chia sẻ một chút về quá khứ, rằng là anh Đại sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nào không ạ? Mình thì sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất Kiến Xương, Thái Bình, một cái làng nghề chạm bạc. Quê mình là một cái làng nghề chạm bạc, thì hầu hết là nếu như mà các bạn như trong cùng với cả lứa của mình ấy, nếu mà các bạn ấy không đi học thì các bạn ấy có thể rằng là có thể khởi nghiệp với cả cái ngành nghề mà ở quê mình đang là truyền thống. Nhưng mà với cá nhân mình thì sau này khi mà mình chọn cái ngành nghề là cái ngành kiến trúc xây dựng ấy, thì mình thì sau này mình đi theo và mình học, và cho đến ngày hôm nay mình vẫn đang theo nó. Một miền quê nghèo ở Thái Bình cũng gần cuối, mình là cái quê mình là ở cuối của cái huyện. Vâng. Ở Thái Bình thì anh vừa nói là quê mình có một cái làng nghề, đúng không? Đúng rồi. Vâng, vậy thì trong cái gia đình của mình thì liệu rằng gia đình của mình có hoạt động trong cái hoạt động của làng nghề đấy không? Có. Mình lớn lên những kỷ niệm của mình là gia đình mình là từ ông nội cho đến bố mẹ cho đến các chú là vẫn lúc mình còn nhỏ ấy là vẫn đang phát triển, đang làm cái ngành đấy, đấy là cái làng nghề chạm bạc Đồng Sâm. Trước là mình lớn lên với những cái tiếng gõ, những cái tiếng chạm trổ. Đấy là đối với gia đình mình là lớn lên như vậy. Nhưng sau này rồi thì khi mà kinh tế nó thay đổi đi, mọi thứ nó thay đổi, thì gia đình mình dần dần nó mai một cái nghề đấy đi. Cái làng nghề thì họ vẫn phát triển, nhưng gia đình mình thì dần dần mai một đi, và chỉ còn có chú mình là theo thôi. Đấy, còn lại bố mình thì sau này lên trên Hà Nội để lập nghiệp. Có bao giờ mà từ cái hồi bé với những hình ảnh quen thuộc như thế thì có bao giờ khi mà anh lớn lên trong một môi trường đó và anh đã từng suy nghĩ rằng là thì tương lai mình cũng sẽ theo cái nghề này không? Theo cái nghề mà ở quê mình hay làm đấy? Có một cái điều mình cảm thấy cho đến bây giờ thì mình chưa bao giờ trong đầu mình lại nghĩ rằng là mình đi theo. Đấy là cái mà mình cho đến bây giờ mình nghĩ lại mình không có cái gì cả. Mình chỉ biết là mình lớn lên và hàng ngày về mình được tiếp xúc bố mẹ rồi là các chú các ông là chạm trổ những cái con rồng, rồi là lên trên các cái sản phẩm như là đũa, rồi như là các cái sản phẩm mình dùng như cái tàn thuốc ngày xưa là như vậy. Đấy, và lớn lên thì mình chỉ có một cái là thực ra mình chọn cái con đường xây dựng này cũng chỉ vì câu chuyện là ngày trước nhà mình có một ông anh, anh ấy học xây dựng, và rồi thì cứ mỗi một lần anh ở Hà Nội về thì mình được nghe, được kể về câu chuyện của ngành nghề xây dựng mà mình đi theo. Thực ra lúc mình chọn cái ngành nghề đấy thì đôi khi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì anh đã học ở trường đấy. Nghĩa là từ cái một hình ảnh của một người anh đã tác động cái con đường đi của mình, đó là sự khác biệt so với nơi mình sinh ra. Đúng rồi. Đúng không ạ? Vậy thì khi mà mình quyết định đi theo cái hướng là về ngành xây dựng, đúng không ạ? Và sau đó là chuyển sang nội thất, thì chúng ta hãy nói về việc là cái sự lựa chọn đi. Vậy thì trong cái hoàn cảnh cái gia đình của mình đang có những người theo nghề như thế, đúng không ạ? Và nói về ngành xây dựng thì hầu như cũng chỉ mình nghe câu chuyện của anh thôi. Thì cái việc mà gia đình có cái ý kiến gì không trong việc là lựa chọn đó của mình? Thực ra thì mình có một cái may mắn đấy là bố mẹ mình thì luôn tin tưởng vào quyết định của mình. Mọi người thì thường động viên, chia sẻ những cái mà cái khía cạnh, cái góc nhìn của mọi người, nhưng tuyệt đối thì mọi người không bao giờ có nghĩa là có sự phản đối, và mọi người thường thì nếu mà mình đã quyết định theo rồi ấy, thì là mọi người sẽ ủng hộ. Đấy là cái mà mình cảm thấy may mắn. Còn lại tất nhiên là mình trong quá trình mình quyết định thì mình cũng có tham khảo các cái ý kiến. Thì lúc mà mình chọn trường, lúc mà mình điền nguyện vọng vào trường, cho đến sau này khi mình quyết định mình ra mình khởi nghiệp thì thực sự là mình thấy được cái sự tin tưởng của những người xung quanh vào mình. Đấy, và mình cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn đến mình là mọi người rất là tin tưởng là mình có thể, và nó quyết được là nó sẽ làm, và nó làm thì không ai cản được, và nó làm nó sẽ được. Đấy là cái mà mình cảm nhận được từ những người thân của mình là như vậy. Thì chắc chắn khi mà chúng ta đã quyết tâm để đi phát triển một cái sự nghiệp riêng theo con đường đi của mình, thứ hai đó là cái sự dìu dắt của những người từ trong gia đình thì chắc là cũng không phải là có nhiều, đúng không? Vậy thì chắc chắn mình sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là khi mình ra mà phát triển cái thương hiệu thương hiệu nội thất của mình bây giờ, đúng không ạ? Vậy thì nó phải đối diện với những cái khó khăn như thế nào? Thực ra thì cái việc mà khi mình quyết tâm mà mình đi cái con đường mà bây giờ mình đang đi, khởi nghiệp và xây dựng cái thương hiệu nội thất Mercury ấy, thì bởi vì cá nhân mình là người đi lên từ nghề. Cái lợi thế thì rõ ràng là những người đi lên từ nghề thì họ có một cái lợi thế rất lớn, đấy là người ta hiểu được cái sản phẩm, họ hiểu được chi tiết cái sản phẩm, kể cả về quy trình để thi công và hoàn thiện. Nhưng mà cái mà mình thời điểm đấy khi mà mình làm cái nội thất Mercury ra thì cái mà mình cảm thấy mình thiếu nhất, mình đang khó khăn nhất đấy chính là cái câu chuyện cái tư duy về quản trị doanh nghiệp. Cái này là cái mà sau này trong quá trình mà mình mở ra rồi mình phát triển đi cùng với cái nội thất Mercury này thì mình cũng phải bỏ rất nhiều thời gian cũng như là tâm huyết để mình có thể rằng là trau dồi thêm đấy, để mình nâng cái tư duy của mình lên. Đấy, và để cố gắng làm sao mà mình có thể rằng là mình không phải là vật cản trong cái con đường phát triển của cái nội thất Mercury này. Đấy. Có bao giờ mà những cái khó khăn, cái thử thách đó đã từng khiến cho anh cảm thấy rằng là mình cũng muốn chùn bước, và thực sự là mình mong mình đã từng nghĩ đến việc là ở thôi buông đi mà mình sẽ không đi theo đi nỗ lực nữa không? Tại vì tôi thấy rất nhiều trường hợp là người ta không vượt qua được những cái khó khăn đó. Và theo anh thì những cái thời điểm như vậy thì cái điều gì khiến cho anh lấy lại cái nguồn năng lượng và sự động lực để mình tiếp tục mình bước tiếp? Có rất nhiều, mình nghĩ là nhiều. Nếu mà bây giờ ngồi lại đây mà nghĩ lại cả một cái quá trình mình đi, mình khởi nghiệp cùng với cả nội thất Mercury ấy, thì có rất nhiều những cái buổi tối, rất nhiều những cái ngày chủ nhật khi tất cả mọi người về rồi còn lại một mình ngồi ở văn phòng hoặc là buổi tối ở nhà, thì nó có rất nhiều những cái thời điểm như vậy mà mình thực sự là có những lúc nó lóe trong đầu mình cái việc rằng là mình có nên đi tiếp hay không. Nó ở đây là nó ai đi khởi nghiệp rồi, chúng ta đi làm một công việc gì rồi thì nó cũng đều gặp những cái khó khăn, và cái việc này mình tin là cũng rất nhiều người như mình. Nhưng mà cái mà mình níu kéo lại mình ấy, mình nghĩ rằng cái câu chuyện đây là khi chúng ta khởi nghiệp, chúng ta mở một doanh nghiệp ra, chúng ta có đội nhóm, thì cái mà chúng ta đây nó không còn là trách nhiệm của riêng cá nhân mình nữa, mà nó là trách nhiệm của mình với cái đội nhóm đấy, với những con người đã tin tưởng vào Mercury, tin tưởng vào cái con đường mà mình đưa ra, và tin tưởng chính bản thân mình. Đấy, họ đi với mình, họ đến với mình, cái tuổi trẻ của họ, những năm tháng tuổi trẻ của họ đã ở đây, họ đã ở đây và họ đang chiến đấu vì cái Mercury này. Và khi mà chúng ta cứ muốn dừng lại thì mình ở thời điểm đấy cái níu kéo lớn nhất đấy chính là những con người đã tin tưởng mình. Mình phải có trách nhiệm với họ. Chúng ta nói một câu chúng ta dừng thì nó rất là đơn giản. Cá nhân mình dừng rất là đơn giản, chuyển từ mô hình kinh doanh này sang mô hình kinh doanh kia với một người có thể rất đơn giản, nhưng đó đằng sau đấy nó là cả những con người Họ tuổi trẻ họ ở đây 3 năm, 5 năm rồi. Và bây giờ khi bạn đóng vào người ta đi chỗ khác thì sao? Đấy, đấy là cá nhân mình. Thêm một cái nữa là mình nghĩ lại là cái lý do mình bắt đầu. Cái thứ hai là lý do mình bắt đầu. Tại sao mình bắt đầu cái Mercury này? Lý do gì? Nó chất lọc tất cả vào từ câu chuyện liên quan đến chúng ta có tâm huyết với nghề hay không. Chúng ta khó khăn đến ngày hôm nay chúng ta chịu được như này mà chúng ta còn đường ngồi đây ngày hôm nay thì không có lý do gì chúng ta thì dừng luôn bây giờ được. Đấy, rất nhiều. Và mình cũng thực ra là có một lý do nữa là nó lại là cái sự qua lại. Chính những con người mà họ đi với mình, rồi chính những người thân với mình họ đang tin tưởng mình đây. Và mình không muốn rằng là trong cái phút yếu lòng, trong những cái lúc khó khăn như vậy mà mình tự nhiên là mình làm cho người ta cảm thấy thất vọng về mình. Đấy là những hai cái yếu tố mà mình cho rằng là nó giúp cho mình có tiếp những cái niềm tin, những cái động lực để mình ngày hôm nay mình xong, ngày hôm nay ngày mai chúng ta lại hừng hực khí thế để chúng ta tiếp tục đi với con đường mà mình đã chọn. Tôi thì không biết là anh Đại có những cái châm ngôn hay là những cái phương châm sống của mình như nào, nhưng đối với bản thân của tôi thì tôi luôn có một câu mà tôi luôn treo trong văn phòng làm việc riêng của tôi, đó là một câu nói luôn động viên mình lúc mà mình cảm thấy là mình nhục. Đó là mọi sự nỗ lực đều phải hướng đến thành công, không được để lụi tàn cho thất bại. Tại vì lúc nào mà tôi cảm thấy rằng là mình muốn buông thì câu nói nó kéo mình trở lại thực tế là không được để nó thất bại. Nó phải hướng đến cái thành công, đó là đích đến của ta, đúng không ạ? Vậy thì trong cuộc sống thì anh Đại có những cái châm ngôn sống của mình như thế nào, cũng như là và cả trong công việc nữa, thì anh có những châm ngôn sống để làm sao nó đưa về mình những cái sự quyết tâm, nó khích lệ cho mình những cái sự phát triển? Khi mà mình còn ngồi trên ghế nhà trường ấy thì mình có một cái câu này mà mình cứ mỗi một lần là mình ngồi, mình có điều kiện mình ngồi viết, mình sẽ viết ra là hãy cho mình cái câu đấy là trong một cái bộ phim ngày xưa mình còn bé mình xem thì là trong bộ phim là nhớ là trong cái tiểu thuyết là Thép Đã Tôi Thế Đấy thì có một câu là hãy sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, không phải hối hận về những tháng ngày đã sống hoài sống phí. Đấy là cái câu mà khi mình ngồi trên nhà trường như vậy. Còn sau này khi mà mình làm doanh nghiệp ra thì mình có một câu này mà mình rất muốn tất cả các bạn ở trong doanh nghiệp của mình, các bạn ấy hiểu và các bạn ấy có thể rằng là cảm nhận cùng với mình. Đấy là đối với cả nhân sự của mình thì cái câu là hãy cho nhau một lần để được sống trọn vẹn cùng nhau. Mình rất là muốn như vậy, chúng ta đến với nhau, chúng ta đi cùng một con thuyền và chúng ta có một cái sự trọn vẹn trong nội bộ chúng ta, cũng như là chúng ta sống trọn vẹn với khách hàng. Chỉ gói gọn trong đúng từ trọn vẹn. Đấy là cái mà mình châm ngôn của nó, là mình rất là tâm đắc của mình hướng đến như thế. Vâng, nghĩa là mình đưa những cái sự trọn vẹn, sự hài lòng, những sản phẩm của doanh nghiệp mình đến cho gọi là khách hàng của chúng ta, đúng không? Thì tôi nghĩ nếu sự trọn vẹn đó thì nó bao trọn của một sự đủ theo yêu cầu của khách hàng, đủ theo mong muốn của họ, đúng không? Sự trọn vẹn đây là từ cái chăm sóc và cái chế độ hậu đãi nữa, đúng không? Tôi nghĩ là nó sẽ bao gồm rất nhiều thứ khác nhau. Đúng rồi. Vâng, thì quay trở lại một chút về cái quá khứ thì đối với bản thân của anh thì trong hoàn cảnh về gia đình của mình thì cái người nào sẽ là những người tác động và có cái sự ảnh hưởng đến anh nhất? Người ảnh hưởng nhiều nhất với mình cho đến bây giờ mình nghĩ là mẹ mình. Trong cái hoàn cảnh mà bố mình từ khi mà mình bắt đầu là học mẫu giáo thì bố mình bắt đầu là lên trên Hà Nội để làm, thì ở nhà thì chỉ có hai mẹ con thôi, về sau này thì có em gái nữa. Cái thời điểm đấy thì giữa cái đường đi giữa quê mình và lên Hà Nội nó rất là xa, bố thì thường khoảng 2 tháng mới về một lần, 3 tháng về một lần, thì lúc đấy chỉ có hai mẹ con. Thì là hai mẹ con trải qua những cái thời gian mà gọi là gánh vác gia đình ấy, hai mẹ con, bởi vì bố thì đi ra làm xa, ở nhà thì có cái vấn đề gì thì hai mẹ con sau này lớn lên cũng thế, từ nhỏ là đã phải cùng với mẹ để đi ra ngoài cánh đồng tự gặt hai mẹ con. Rồi cái giai đoạn đó khó khăn ở đấy thì chính những người mẹ là những người mà luôn đồng hành cùng mình, cho mình những lời khuyên. Và lời khuyên rất là nhiều, và kể cả sau này cũng vậy. Đã có những lúc mà nói một chút đây mình hôm nay thôi, thì hôm nay ở trên câu chuyện doanh nhân thì mình cũng chia sẻ một chút về câu chuyện này, là đã có những lúc mà hai mẹ con thì chỉ có mình ước một cái là sau này nếu mà mình có nhiều tiền ấy thì mình sẽ mình sẽ mua thật nhiều dưa hấu để cho cả nhà mình ăn thoải mái. Đây là cái mà thực ra cho đến bây giờ thì rất nhiều bạn trẻ sẽ không hiểu được cái chuyện đấy, nhưng ở cái thời điểm đấy, ở cái khoảnh khắc đấy và ở cái khoảnh khắc như vậy thì hai mẹ con thấy thực sự là cho đến bây giờ phút này nó cũng là cái mà để hai mẹ con nhiều lúc ngồi nhắc lại, trân trọng. và nó cũng tác động rất nhiều cho đến bây giờ ngày hôm nay của mình. Trong tất kỳ quyết định lúc khó khăn hay là lúc của mình có những cái thành công nhất định nào đấy chẳng nữa, mình luôn nhớ những cái khoảnh khắc như vậy. Những có lẽ là cái hình ảnh của anh Đại cái thời điểm đó tôi lại nhớ cái hình ảnh của tôi ngày xưa. Hình ảnh mà tôi chỉ mong muốn đến một cái ngày lễ, một ngày Tết để làm sao được bố mẹ thì mua cho mình bộ đồ mới, thì đó là hạnh phúc. Có thỉnh thoảng ngày hôm nay thì chắc là anh Đại có chia sẻ cái của mình thì tôi cũng chia sẻ cái của tôi, đúng không ạ? Một chút là ngày xưa thì anh Đại chắc là anh Đại vẫn nhớ cái hình ảnh của cái dép tổ ong, đúng không? Đúng. Vâng. Thì ngày xưa thì tôi nhớ trong cái gia đình của tôi thì lúc nào cũng có một cái liềm, cắt lúa, đúng không ạ? Thì liềm đó thì thường thì khi mà chúng ta đi dép thì khi nó bị đứt ấy, thì bố sẽ luôn có một hình ảnh cái liềm hơ trong lửa, nó nóng, và sau đó lấy một cái gọi là cái cao su ấy, sau đó dán lại, và tôi thấy một cái dép của tôi mà có lẽ là tôi phải đi cả một năm trời, thì tôi mới mua cái dép mới, mà thậm chí còn hết một năm rồi nhưng mà nhiều khi nó còn chết đất cả. Thỉnh thoảng nó còn phải đi giấu giếm một xíu để xé cho nó rách nốt, thì tại vì nó đứt gần hết rồi. Đúng rồi, nó còn thế là phải đi ra phía sau vườn nhà để mà xé đứt hết, đi vào nhà bảo đây dép con đứt rồi, thế là không thể dán được nữa thì mới được mua một cái dép mới. Thì thực sự nếu như ngày hôm nay mà chúng ta nhớ về một cái hoài niệm về ngày xưa, tôi thấy rằng là như anh Đại nói, đó là mình trân trọng, những cái gì của ngày hôm nay, và chúng ta hoài niệm về những cái gì của ngày xưa, thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta rất là vui vì cuộc sống ngày hôm nay chúng ta đã tốt hơn, đúng không ạ? Gia đình chúng ta đã có những điều kiện hơn, nó không đến nỗi phải quá khó khăn đến việc là mong muốn mua rất là nhiều tiền để mua một cái bữa gọi là rất nhiều quả dưa hấu để gia đình ăn nữa, đúng không? Đúng rồi. Vâng. Vậy thì đối với anh thì cái hình ảnh đó, hình ảnh của người mẹ đã tác động rất lớn đến cái hành trình đi của mình, Vậy thì khi mà đến thời điểm hiện tại bây giờ, khi mà anh phát triển cái sự nghiệp, khi mà đi theo con đường mà phát triển Mercury, thì cái hình ảnh người mẹ của mình thì hiện tại bây giờ mẹ có, chắc là mẹ cũng sẽ có những giờ tự hào về những gì mà anh xây dựng, đúng không? Thực ra thì ở thời điểm này thì mình cái câu chuyện hàng ngày của mình ấy, bởi vì mình thì bây giờ là cũng ăn cơm tối cùng mẹ, đi làm về thì làm nhà bà thì ở gần nhà mình, thì là buổi tối về thì là hay cả nhà ngồi xung về quây quần với nhau. Mình thì rất là trân trọng cái không khí như vậy, đúng rồi. Buổi tối thì trong những cái cuộc nói chuyện mà bữa cơm gia đình như vậy thì mình cũng có cảm nhận được là cái sự tự hào là đương nhiên mình nghĩ là có. Mỗi cái đường phát triển của mình ấy, ngày hôm nay mình như thế này thì mẹ mình cũng là cảm nhận được qua những cái câu chuyện, qua ánh mắt, qua những cái lời động viên. Ngoài ra thì mình cũng thấy rằng là có cái nỗi lo, thực sự là nỗi lo, bởi vì là lo thì là lo cho cả con trai của mình bước ra một cái nó phức tạp hơn, cuộc sống nó phức tạp hơn, nó mở rộng hơn, thì có thể rằng là bà cũng có những cái lo. Nhưng mình thì với khía cạnh của mình thì mình luôn để cho bà có một cái thực sự an tâm về mình, và bây giờ cho đến bây giờ thì mình rất là cần như là những cái lời động viên, và đôi khi chỉ là những cái cuộc nói chuyện buổi tối như vậy thôi. Nó làm cho mình cảm thấy sau một ngày đi làm áp lực ở ngoài thị trường, áp lực ở trên công ty, mình về mình được ngồi với mẹ mình, thì đấy cũng là cái lời động viên nó vô giá. Và mình kỳ vọng rằng là trong những lúc khó khăn nhất của mình thì người mẹ vẫn luôn ở bên cạnh mình. Tôi thì khi mà anh chia sẻ như vậy tôi cảm nhận được rằng là anh Đại là một người sống hướng về gia đình rất là nhiều. Bản thân của tôi cũng là một người cũng hướng về gia đình. Và có những lúc bố tôi thì bố tôi đã mất năm 2014. Và có những lúc thì hoài niệm về cái kỷ niệm ngày xưa, thì bây giờ có những thứ mà chúng ta không bao giờ chúng ta có được nữa. Đó là bữa cơm của gia đình. Bữa cơm đó sẽ có sự trọn vẹn của bố, có trọn vẹn của mẹ, có các anh các chị ngồi cạnh nhau. Thì tôi nghĩ những cái khoảnh khắc đó nó sẽ không giờ có nữa, tại vì nó thiếu đi một hình ảnh nào đấy. Thì trong cái câu chuyện của anh Đại, tôi nghĩ rằng là anh đang trân trọng những cái phút giây bên cạnh với gia đình của mình, và đặc biệt là những giây phút mà bên người thân của mình, là người mẹ của mình, đúng không ạ? Vâng. Có lẽ là chúng ta tạm gác lại một chút cái câu chuyện của gia đình, đúng không ạ? Còn về cái câu chuyện về doanh nghiệp, về Mercury, thì anh có thể chia sẻ hơn một chút về việc là cái thương hiệu Mercury thường sẽ tập trung vào những dòng sản phẩm như thế nào thưa anh? Ở bên mình thì với thương hiệu Mercury bọn mình đang muốn phát triển là hiện tại mình đang muốn phát triển mạnh theo cái hướng là thiết kế và thi công trọn gói. Có nghĩa là bọn mình sẽ mang lại những cái giá trị, một là giá trị về tư vấn về giải pháp, tư vấn về không gian, tư vấn về màu sắc, giải pháp thiết kế. Cộng thêm nữa là bọn mình muốn đi sâu vào nữa là đưa ra cái giải pháp là tổ chức thi công. Có nghĩa là chúng tôi là thiết kế, đưa ra giải pháp thiết kế và tổ chức thi công trọn gói và chìa khóa trao tay. Đấy là cái mà sản phẩm bên mình đang rất muốn hướng đến khách hàng. Các cái dòng sản phẩm bên mình thì là có chung cư, biệt thự, văn phòng và nhà hàng. Thì cũng phải chia sẻ một chút là trong vòng 2 năm vừa rồi thì do rằng là tình hình kinh dịch Covid nên là thường là cái tỷ trọng của cái mảng mà chung cư và biệt thự của bên mình hiện tại nó đang tương đối lớn trong cái tổng cái doanh thu của năm của công ty mình. Vì 2 năm vừa rồi thì mình thấy là các doanh nghiệp có thể là không chưa hòa hứng với cái việc mà mở các cái văn phòng mới, văn phòng. Vâng. Đấy. Và chủ yếu là mình sẽ tập trung nhiều về hạng mục về thiết kế và thi công chọn gói luôn, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thế tôi nghĩ đó là một cái hướng đi rất là hay, tại vì bây giờ thì nhu cầu mọi người cũng mong muốn là một đơn vị có thể giải quyết được tất cả việc này. Đúng rồi. Để tôi đỡ phải đau đầu tìm kiếm những cái đơn vị thầu phụ khác, đúng không? Đúng rồi. Vâng. Vậy thì cái định hướng sắp tới của bên Mercury thì anh có thể chia sẻ một chút là cái định hướng trong phát triển 2-3 năm tới thì Mercury đang hướng đến một thương hiệu như thế nào? Mình đang mong muốn là thúc đẩy một cái thương hiệu là chúng ta ở đây chúng ta trao đi sự tử tế, chúng ta có một đội ngũ mạnh. Đầu tiên chúng ta xây dựng một đội ngũ mạnh, đoàn kết, có chuyên môn cao, sáng tạo và tận tụy. Từ cái đội ngũ mạnh đấy và chúng ta từ khi đội ngũ mạnh rồi bắt đầu chúng ta đưa ra cái giá trị của Mercury. Đấy là gì? Là những không gian sống có sáng tạo, đi theo hướng cố gắng là thỏa mãn được các cái tính cá nhân hóa của những khách hàng của mình. Đấy, và song song với nó nữa là nâng cao các cái chất lượng sản phẩm lên, cập nhật các cái xu hướng mới, các cái phong cách mới, và từ có thể là nó phát sinh từ nội tại của thị trường của mình hoặc là nó là xu hướng bắt từ các cái thị trường khác về. Đấy là cái mà mình đang hướng đến trong vòng 2-3 năm tới. Mình sẽ không đưa ra các cái con số như là top mới. Mình chỉ muốn là gì là trong vòng 2-3 năm tới thì mình nghĩ là mình phải xây dựng một đội ngũ mạnh, có chuyên môn cao, chúng ta có sự tận tụy và chúng ta sẽ mang cái giá trị đấy cho khách hàng. Càng nhiều khách hàng càng tốt. Vâng. Tôi nãy giờ thì nói chuyện với anh Đại ấy, thì tôi đang có một chút băn khoăn là thương hiệu Mercury. Nó mang một cái sắc thái gọi là ngay cái tên ấy, nó cảm giác rất là Nhật, nó mang rất là Nhật Bản đấy đó, đúng không ạ? Hay là tôi sự hiểu nhầm gì đó, thì anh có thể chia sẻ một chút là cái ý nghĩa của cái thương hiệu cái tên Mercury, đúng không ạ? Thương hiệu mình, đúng không ạ? Thực ra cái nội thất Mercury, cái từ Mercury thì mình cái tên này thì mình lúc mà mình chuẩn bị mình có ý tưởng là mình mở công ty ấy thì mình có khoảng tầm 1 tuần gì đấy, mình ngồi mình nghĩ là bây giờ mình đặt cái tên nào. Thì tình cờ một hôm thì cùng với một ông em thì ngồi ở quán cà phê thì mình tự nhiên trong đầu mình nảy ra cái tên đấy. Và khi mình check lại thì nó, bởi vì mình biết là Mercury nó là, nếu trong tiếng Anh nó là thủy, trong hóa học nó là thủy ngân, và nó là một trong cái kim loại rất là hiếm ở cái dạng thể lỏng ở cái điều kiện bình thường. Đấy, và mình thích cái sự linh hoạt đấy. Thứ nữa là Mercury thì trong một tiếng cổ Hy Lạp thì nó có nghĩa là buôn bán, linh hoạt, nhanh nhẹn. Đấy, và nữa là nó, khi mà mình check lại về phía các thầy thì là nó hợp với mình. Đấy là rất nhiều cái tổng thể là mình thấy là hôm nay mình nghĩ là cái tên này và mình thấy mình cứ check theo cái hướng nào thì nó cũng rất là phù hợp với mình, nên là mình từ đấy đi thì mình quyết định luôn là như vậy là cái con đường của mình sắp tới là Mercury. Nghĩa là giống như một cái tên một đứa con của mình. Đúng rồi. Và một cái ngày nào đó và mình tự nhiên trong đầu mình tự nhiên giống được thượng đế mang đến cho mình, đúng không? Đấy, mình và vì sao mà có được một cái sự hoàn hảo như thế, đúng không? Đúng rồi. Vâng. Vậy thì từ cái ngày mà mình khai sinh ra thương hiệu Mercury, thương hiệu mình, thì trong hành trình đi đó thì chắc chắn là khi chúng ta gieo những cái hạt nhân thì chúng ta sẽ nhận lại những hạt quả. Vậy thì những quả ngọt đầu tiên của anh có thể chia sẻ cái thương vụ đầu tiên của thương hiệu Mercury mang đến đó là gì, đúng không anh? Có lẽ cái cảm xúc lúc đấy thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là rất là cảm thấy rất là sung sướng, đúng không ạ? Rất là cảm thấy có một niềm tin nó vững hơn khi mà chúng ta lựa chọn con đường đi này, đúng không anh? Đúng rồi, mình ra thì mình chia sẻ một chút về cái mảng mà bên mình đang theo. Bên mình là giải pháp trọn gói. Bọn mình vẫn nói với cả các anh em bên mình là nếu như bạn bán một cái cốc hay bạn bán một cái chén, khách hàng sẽ không bao giờ nhớ bạn là ai. Nhưng khi bạn có cả một khoảng thời gian có khi là nửa năm để song hành cùng với khách hàng hoàn thiện cái căn nhà hay là một cái không gian kinh doanh, tâm huyết của họ vào đấy, mình song hành cùng với họ, mình song hành cùng với họ để làm, thì mình tin là sau khi làm xong và nếu bạn trọn vẹn với khách hàng thì mình tin là đấy họ sẽ là một cái người bạn, một cái người đồng hành sau này, một người bạn đôi khi có thể là một đối tác sau này nữa của mình. Đấy, thì mình đang nói rằng là đây là cái mà mình thấy rằng là nó có những cái khó khăn nhưng nó có những cái thuận lợi như vậy. Nên là đến lúc mà mình mở công ty Mercury ra và cái khách hàng đầu tiên mà đến với mình ấy, họ đã tin tưởng mình khi mà cái thương hiệu nó còn rất là non trẻ và họ tin tưởng, họ giao cả một ngôi nhà của họ cho mình, thì đấy là cái mà mình cảm thấy là rất là hài lòng. Nhưng mà cái thương hiệu đầu tiên ấy nó không phải là chung cư mà lại là một cái văn phòng. Anh ấy là một cái thương hiệu mà anh ấy xin lỗi không giữ tên, nhưng anh cũng là một trong những người tiến sĩ về tiếng Trung trẻ nhất của Việt Nam. Và anh ấy về, anh ấy khởi nghiệp với cái giáo dục về tiếng Trung Quốc. Và cái rất là may mắn là không hiểu sao may mắn là anh ấy tin tưởng mình để giao cho mình hoàn thiện cái văn phòng của anh ấy. Và đến lúc xong thì anh ấy nói một từ cảm ơn mà anh ấy, mình có nghĩa là cái lúc đấy mình gần như thương hiệu mình chưa có, mọi thứ nó chưa có, thì nó chỉ còn là câu chuyện liên quan đến khi mình nói chuyện một hai với nhau này thì anh ấy thấy cái sự thật thà, sự nhiệt tình đấy, và anh cảm thấy là ok, mình cần phải trao cái cơ hội này cho bạn này. Đấy, và anh ấy đến lúc, kể cả lúc anh ấy trao xong trong quá trình làm anh vẫn nghi ngờ, nhưng đến tận lúc xong rồi ngồi với nhau rồi anh ấy nói lời cảm ơn và anh ấy chia sẻ thật cái tâm trạng của anh ấy hay là cái suy nghĩ của anh ấy trong cả quá trình làm việc với mình. Thì lúc đấy thực sự là mình cảm thấy nó là cái gì đấy mình thực sự trân trọng những khách hàng như vậy. Và về sau này nó cũng là cái lý do để mình cảm thấy là mình cần phải làm nó mỗi ngày nó trọn vẹn hơn để mà sau mỗi một công trình mình bàn giao xong thì khách hàng họ sự hài lòng của khách hàng, và đấy chính là những người bạn của mình sau này, những người anh, người chị, người chú, và bất kỳ một lúc nào đấy mình có thể có khó khăn hay là niềm vui họ có thể chia sẻ với mình hay là mình có thể chia sẻ với họ. Đấy, kể cả như tối hôm qua lúc 9 giờ tối vậy, khách hàng chị ở trên Sơn La, chị nhắm cái tin, chị gửi cho cái tin là đây chị gửi em, xin tặng em bộ ảnh ở nhà chị. Thực ra cá nhân mình ở thời điểm này bây giờ mình rất ít khi mình được xuống dưới để ngắm cái sản phẩm thực tế, nhưng mà những mỗi cái lúc mà khách hàng họ chụp ảnh, họ gửi lại cho mình, họ tặng cho mình cái bức ảnh mà chính cái sản phẩm của mình làm ra đấy, thì mình cảm thấy nó là cái động lực vô cùng lớn để tiếp tục sau tất cả những cái khó khăn của cái nghề này. Đấy là cái mình gọi là những cái quả ngọt đấy, giúp cho mình cảm thấy vững niềm tin hơn và cái triết lý kinh doanh của mình nó sẽ xuyên suốt hơn, đúng không ạ? Và có một quan điểm rằng là khi mà chúng ta khởi nghiệp thì chúng ta phải nghĩ lớn, làm lớn, đúng không ạ? Thì chắc chắn là anh Đại cũng sẽ có những cái triết lý kinh doanh để làm sao mà thương hiệu Mercury sẽ ngày càng vươn tầm hơn. Thì tuy nhiên thì có một quan điểm như này, tôi muốn lắng nghe ý kiến của anh Đại xem như nào. Đó là có một quan điểm là một câu nói, đó là nếu bạn tự giới hạn bản thân mình quá sớm thì bạn sẽ không làm được những điều phi thường. Vậy thì theo anh Đại thì anh suy nghĩ như nào về cái câu nói này? Với câu nói đấy của mình thì mình xin phép là mình sẽ, cá nhân mình thì mình không phân tích là đúng hay sai. Mình đã mượn cái suy nghĩ của mình. Thực ra với mình có rất nhiều người cũng nói câu chuyện là chúng ta phải có ước mơ lớn. Ước mơ lớn ở đây, nhưng mà thực ra là cái ước mơ lớn nó cũng là một cái cần phải giải thích lại thế nào là ước mơ lớn. Thì ví dụ như với cá nhân mình thì ước mơ lớn của mình đôi khi là gì, là chúng ta tạo ra một cái, đôi khi chúng ta làm tốt những cái gì tốt hơn những cái gì xã hội đang có, đấy cũng là một cái ước mơ đối với mình là lớn. Đấy, ví dụ như có rất nhiều người nói là khởi nghiệp là phải tạo ra một cái gì đấy, nghĩ là một cái sản phẩm gì đó nó mới hoàn toàn, nhưng cá nhân mình không, đôi khi chưa chắc. Đôi khi các bạn chỉ cần làm sao mà các bạn làm tốt những cái sản phẩm đang có trên thị trường, đấy cũng là một cái để các bạn có thể khởi nghiệp rồi. Đấy, và chúng ta có một cái ước mơ đôi khi là gì, là ước mơ chúng ta lo được cho những người xung quanh mình, lo cho những người mà đi cùng với mình, tin tưởng mình, để lo cho họ, lo cho gia đình họ. Mỗi một năm, mỗi một tháng chúng ta nhìn thấy sự phát triển của họ, phát triển trong tư duy, phát triển trong nghề, đấy, phát triển trong cả cái câu chuyện liên quan đến gia đình nữa, thì đấy cũng là cái mà mình cho rằng là cũng là một cái ước mơ lớn chứ phải không. Thì cá nhân mình thì mình cho rằng là mỗi người chúng ta cũng nên có những ước mơ, và tùy vào mỗi hoàn cảnh, mỗi một giai đoạn thì chúng ta cố gắng là chúng ta có những ước mơ và chúng ta thực hiện ước mơ đấy. Và chúng ta với mình thì kiên định với ước mơ đấy, và cái ước mơ đấy có thể nó thay đổi trong mỗi một giai đoạn con người. Đấy, không cố đặt nặng cái chuyện đấy từ ngay đầu. Đúng rồi, nó có sự phù hợp, đúng không? Đúng rồi. Và đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là câu nói đó là một câu nói chia sẻ với anh Đại, đó là câu nói của tôi. Và thì đó, quan điểm của tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta tự giới hạn bản thân mình ở trong một cái khuôn khổ nào đó thì chúng ta sẽ không thoát ra được cái vùng an toàn. Và đã không thoát ra vùng an toàn thì chúng ta rất khó để làm những điều gì nó lớn lao. Đây chúng ta nói trong cái câu đó tôi có sử dụng từ phi thường, thì thật ra đó là một cái mà Nhi Anh nói rất là đúng. Đó là nhiều khi cái ước mơ lớn của người khác nó chỉ là một bữa cơm thôi. Nó cũng là ước mơ. Giống như ngày xưa anh Đại mơ ước mơ của mình làm có thật nhiều tiền để mình mua dưa hấu. Nhưng ngày hôm nay thì ước mơ đó nó không còn là lớn nữa. Đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì chúng ta lại có những ước mơ nó lớn hơn. Thì đối với bản thân của tôi nghĩ rằng là mình không nên tự giới hạn mình quá sớm, mà để làm sao chúng ta có thể làm điều nó lớn lao hơn, mà làm những điều mà nó hơn cái giá trị của xã hội đang có. Tôi rất là đồng ý với quan điểm của anh. Vậy thì nói về ước mơ thì đối với doanh nhân sẽ có ước mơ, có hoài bão, có khát vọng. Vậy thì đối với bản thân của anh Đại và bản thân của Mercury thì trong thời gian tới cái mục tiêu của bên mình là như thế nào? Anh có thể chia sẻ được không? Mục tiêu của bên mình, như mình cũng có một số ý ở trước đây, là mình cũng muốn là thứ nhất là về khía cạnh là và về cái sản phẩm bên mình, mình rất muốn là gì, là mỗi một ngày, mỗi một công trình xong ấy, là chúng ta thấy rằng là cái chất lượng của mình, cái sự hài lòng khách hàng phải tăng lên. Cái này là cái bọn mình phải có những cái chỉ số đánh giá mà mình phải nhìn thấy nó theo thời gian. Đấy, và trong những cái năm tới bọn mình xác định luôn là phải nâng cao cái tỷ lệ hài lòng khách hàng lên một cách mà nó gần như là tuyệt đối. Đặc biệt là trong cái nghề này thì nó tương đối khó, nhưng mà mình đang đặt mục tiêu như vậy. Thêm một cái nữa là gì, là mình muốn xây dựng một cái công ty, ở đấy thì như mình nói dùng từ trọn vẹn, anh em đến với nhau, chúng ta đi cùng một con thuyền và chúng ta có một sức mạnh, chúng ta có cái sự trọn vẹn trong đấy, chúng ta cùng nhau xây dựng. Và khi mà chúng ta phải đưa các giá trị ở trong cái nội bộ, chúng ta phải trao cho giá trị nội bộ, xong bắt đầu khi có giá trị đấy rồi thì chúng ta tự tin chúng ta ra cái giá trị ra ngoài cho khách hàng. Đấy là cái mà mình đang hướng đến trong một số năm tới. Còn về doanh số thì mình muốn rằng là như bọn mình nói rất rõ là mục tiêu của bọn mình thì cứ một năm là thường là doanh số của mình là gấp đôi cho năm cũ. Đấy là chỉ tiêu thường là như thế. Nghĩa là về cái mục tiêu về doanh số, mục tiêu phát triển về thương hiệu, đúng không ạ? Đối với anh thì tôi thấy rằng trong lĩnh vực về xây dựng và nội thất thì có rất nhiều các bạn trẻ bây giờ cũng rất là mong muốn được làm sao mà khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Về đối với bản thân của anh thì anh có những lời khuyên như nào để cho các bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực về thi công nội thất cũng như là thiết kế nội thất? Cái câu này thực ra mình trước khi mà mình khởi nghiệp với nội thất, kể cả bây giờ luôn, khi mà mình lên trên Google search, mình search là kinh nghiệm lập nghiệp ngành nghề này, tất cả ngành nghề khác thì rất nhiều các bài chia sẻ. Nhưng mà đối với cả xây dựng và nội thất thì mình có cảm giác như mọi người rất ít chia sẻ về cái kinh nghiệm đấy, và mình gần như không tìm được những cái tài liệu để đọc. Thì cá nhân mình những cái lúc như vậy mình cảm thấy thèm có những cái lời khuyên chia sẻ của những người đi trước. Thì cho đến bây giờ ngày hôm nay ngồi đây thì mình nghĩ rằng là với những bạn mà đang có cái hướng đi hoặc là muốn là khởi nghiệp một ngành nghề này, thì cá nhân mình thì mình nghĩ là có hai cái yếu tố mà mình cần phải đặt lên và chuẩn bị. Một là cái về trí tuệ, kiến thức, hiểu nghề, hiểu cái đặc thù, rồi hiểu những cái cũng phải tìm hiểu thêm rằng là khó khăn như thế nào. Đấy, về câu chuyện liên quan đến quy trình làm việc, rồi là các cái khó khăn, rồi những cái gì có thể chờ đợi mình. Cái thứ nữa sau đấy mình cho là quan trọng. Trí tuệ có thể rất nhiều người có, học là sẽ có. Nhưng cái nữa nó là cái bản lĩnh. Cái bản lĩnh của cái người mà người ta nói ví von rằng là ông như sói đầu đàn ấy. Bản lĩnh ở đây là chúng ta phải chấp nhận sự cô đơn. Chúng ta phải chấp nhận rằng là khi khởi nghiệp và chúng ta đã đứng đầu một doanh nghiệp ấy, thì chúng ta không còn ai để bấu víu nữa. Đằng sau chúng ta không còn ai nữa. Đấy, và những cái đấy là chúng ta phải xác định luôn ngay từ đầu là chúng ta có vượt qua được nó, chúng ta có đứng ở vị trí được hay không. Đấy, và nữa là khi mà chúng ta lập nghiệp chắc chắn chúng ta muốn đi lâu dài, nó muốn xây dựng một cái đủ lớn ấy, chúng ta phải có đội nhóm. Chúng ta phải có team, phải có những người đi cùng với mình, những người đồng hành cùng mình, chiến đấu cùng mình, thì chúng ta có lo được cho họ hay không. Lo ở đây không phải là tiền, thu nhập, nó còn là sự thăng tiến, nó là cái sự phát triển của con người. Còn một cá nhân ai cũng có nhu cầu muốn phát triển cá nhân bản thân mình mà, thì chúng ta phải lo được cái chuyện đấy. Thì mình nghĩ rằng là mình phải rèn luyện cái đấy trước khi mà chúng ta quyết định là chúng ta khởi nghiệp hay chúng ta có một con đường gì đấy. Đấy là cái mà mình đang rất muốn nói với các bạn, nên là nếu như các bạn thực sự đang có nhu cầu những cái con đường như vậy, hay có ý định như vậy, thì hãy tập trung vào hai cái yếu tố đấy. Một là trí tuệ, thứ hai là bản lĩnh. Và chúng ta cố gắng, chúng ta hình dung, đôi khi là nói rằng là chúng ta trải nghiệm hết rồi để chúng ta bắt đầu mới khởi nghiệp, thì mình cho là cái đấy cũng không phải là cái cá nhân mình, thì mình không đồng ý chuyện đấy. Mình muốn là chúng ta hình dung được, nhưng mà chúng ta hình dung đủ và chúng ta cảm thấy chúng ta tự tin, chúng ta làm được thì chúng ta cứ làm, chứ không nhất thiết là chúng ta phải trải nghiệm hết, cái việc này việc kia để rồi chúng ta bắt đầu mới khởi nghiệp. Có thể lúc ta thử nghiệm vậy chúng ta không còn đủ nhiệt huyết để chúng ta làm nữa. Có nghĩa là bằng một cách nào đấy nhanh nhất chúng ta hình dung được nó và chúng ta tự tin chúng ta làm được, chúng ta hãy cứ làm. Đấy là cái mà mình rất muốn nói với cả các bạn trẻ như vậy. Vâng. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là cái lời khuyên vừa rồi cũng là một cái lời khuyên, một cái lời kết trong chương trình Chuyện Doanh Nhân ngày hôm nay. Có lẽ với cái từ khóa là Mercury thì tôi tin chắc rằng là anh Đại cũng sẽ sẵn sàng để làm sao giúp cho các bạn trẻ có những cái kinh nghiệm, có những lời khuyên nếu như các bạn lựa chọn trong lĩnh vực về nội thất cũng như là về xây dựng và thiết kế nội thất, đúng không ạ? Và tôi hy vọng rằng là sau trình Chuyện Doanh Nhân ngày hôm nay, với những cái câu chuyện được chia sẻ từ anh Đại, từ những cái hoài niệm về những kỷ niệm ngày xưa, cũng như là cái chiến lược phát triển, cũng như là hành trình về phát triển thương hiệu Mercury ngày hôm nay. Đặc biệt hơn nữa, tôi rất là ấn tượng với việc là cái quả ngọt, và chính câu chuyện khách hàng tạo cho mình cảm hứng, đúng không ạ? Và rất là vui, cảm ơn anh với những câu chuyện rất là tuyệt vời và những cái lời khuyên dành cho các bạn trẻ. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì với một doanh nhân trẻ xây dựng thương hiệu Mercury, thương hiệu về nội thất Mercury, tôi tin chắc rằng đối với các bạn trẻ sẽ có rất là nhiều cái bài học quý báu để giúp cho mình khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Đặc biệt hơn nữa, đó là hành trình để chuẩn bị nếu như các bạn quyết tâm đến cùng để chúng ta đi theo cái ước mơ, cái hoài bão và đi theo một cái sở thích, một cái mong muốn nào đó trong cái hành trình của bản thân mình. Có lẽ đến thời đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn anh Đại đã tham gia ngày hôm nay và xin kính chào quý vị khán giả, và rất vui gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo, những câu chuyện doanh nhân trên Invest TV. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.